Kính thưa quý vị, sau khi tỷ giá Việt Nam đồng và USD được điều chỉnh, một số doanh nghiệp đã điều chỉnh tăng giá xe, chủ yếu là xe nhập khẩu thông chính hãng. Trong khi đó đối với xe nhập khẩu chính hãng, giá vẫn không thay đổi. Tại thị trường Hà Nội cho thấy các cửa hàng bán xe đều tính theo đô la theo giá thị trường tự do, nên khi quy đổi ra Việt Nam đồng thì tất cả các mẫu xe bán ra giá đều tăng, không những thế giá tính bằng đô la Mỹ cũng tăng từ 3 đến 5% so với trước. Một doanh nghiệp nhập khẩu ô tô cho biết giá tính thuế nhập khẩu cũng căn cứ trên tỷ giá bình quân liên ngân hàng. Vì thế không chỉ tăng chi phí nhập khẩu mà doanh nghiệp còn tốn thêm một khoản khi đóng thuế. Cho vậy, giá xe bị đội lên càng nhiều. Trong khi đó, các doanh nghiệp nhập khẩu xe chính hãng vẫn chưa có động thái tăng giá nào. Đại diện công ty Toyota Việt Nam cho biết công ty vẫn giữ nguyên giá bán như cũ với các loại xe Toyota và xe Lexus nhập khẩu chính hãng. Tương tự, các doanh nghiệp khác như Ford Việt Nam, GM Việt Nam cũng khẳng định chưa có quy định tăng giá xe trong thời điểm này. Đại diện Hyundai thành công cho biết sẽ chỉ tăng giá với những mẫu xe không chịu nổi sức ép do tỷ giá gây ra. Còn công ty Euro Auto khẳng định sẽ không tăng giá xe BMW do xe nhập khẩu từ châu Âu. Thanh toán bằng đồng euro chứ không dùng đô la Mỹ, nên không bị ảnh hưởng bởi đợt điều chỉnh tỷ giá vừa rồi.